Bình thường cậu thích uống bia mà, sao lại chuyển sang uống whisky vậy? Bởi vì có một cô gái đã nói với tôi, cô ấy cảm thấy đàn ông uống whisky rất phong độ, cho nên tôi mới thử. Nhưng mà tôi biết là dù tôi có cố gắng mấy đi nữa, cũng không thể bước vào trái tim của cô gái đó. Vì người cô ấy thích chính là người anh em tốt nhất của tôi. Trên kia, cậu cũng biết rõ là tôi không bao giờ nói lời xin lỗi mà, vì tôi cảm thấy việc đó chẳng giúp được gì. Kể từ sau khi ông nội tôi mất, tôi chưa từng rơi nửa giọt nước mắt nào, vì tôi biết có khóc cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Những việc tôi làm sau đó là giải quyết rất nhiều vấn đề, giải quyết những vấn đề của tập đoàn Phong Đằng, giải quyết vấn đề với thành viên hội đồng quản trị. Đó là những việc tôi nên làm. Cậu không cần phải nói nữa, tôi biết chứ. Vì đã giải quyết rất nhiều vấn đề, chắc chắn cậu không thể quan tâm tới tình cảm của tất cả mọi người. Cậu cũng không thể niệm tình giữa con người với nhau. Thật ra với tư cách là anh em, tôi thấy tôi nên thông cảm cho cậu, không nên chỉ nghĩ tới cảm nhận của riêng bản thân mình. Tôi xin lỗi. Người anh em tốt, tôi tự phạt mình một ly. Sao vậy? Hôm nay cậu có vẻ không giống với mọi ngày. Có tâm trạng gì sao? Sam Sam cô ấy đã nói chia tay với tôi. Lúc nãy khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy, tôi cảm thấy rất đau lòng. Trên kia, có phải cậu và Sam Sam đều cảm thấy tôi đã phản bội hai người hay không? Cậu biết đó, nếu như Lệ Trữ không phải là cô em gái cùng với tôi lớn lên từ nhỏ, thì tôi sẽ thẳng thừng từ chối cô ấy như những cô gái khác. Nếu như sản nghiệp này là của riêng Phong Đằng tôi, thì tôi nhất định sẽ cùng với cậu kề vai sát cánh đi phá cái công ty này. Tôi biết mà. Thật ra thì cậu không làm gì sai hết, chỉ là có lẽ quá trình đã không được tốt lắm mà thôi. Nhưng với tư cách là con trưởng của nhà họ Phong, cậu đã làm được rất nhiều. Cậu phải suy nghĩ tất cả mọi chuyện tốt xấu, cho nên so với người bình thường, cậu phải chịu đựng hơn rất nhiều, bao gồm cả việc chịu sự cô đơn. Đúng vậy, đúng là tôi rất cô đơn. Thật sự cô đơn. Whisky mạnh quá. Để tôi đi xem còn bia hay không nha. Thank you.
cậu đi đâu vậy? Không lẽ cậu định đi làm đó hả? Mình muốn xin từ chức. Xin thôi việc. Nè, Sam Sam, cô đi với chúng tôi một chút. Hả? Nhưng tôi phải đi làm mà. Không cần đâu, tôi đã báo cáo cho bộ phận tài vụ, xin cho cô nghỉ 3 ngày rồi. Nếu các anh có ý định thuyết phục tôi thì đừng có lãng phí thời gian nữa. Tôi thắng rồi, đưa tiền đây. Làm gì vậy? Hai người lấy việc từ chức của tôi ra làm cá cược hả? Sam Sam à, tôi không ngờ cô lại ngốc tới như vậy. Dù gì cũng là một kế toán, vậy mà chẳng biết tính toán gì hết. Hai vị lãnh đạo các anh ở đây ngăn cản một cô trợ lý nộp đơn từ chức, như vậy có phải là quá coi trọng tôi rồi không? Công tư bất phân. Em mới là người công tư bất phân đó. Sáng sớm ra anh đã hỏi trưởng phòng rồi. Hiện giờ nhân viên công ty đang rất là căng thẳng. Em đó, tuy chỉ là một trợ lý nhỏ bé, nhưng lại gánh vác được rất là nhiều việc. Tại thời điểm then chốt này, em lại muốn từ chức bởi vì mình thất tình sao? Em nói coi, ai mới là công tư bất phân đây? Anh cũng muốn từ chức kia mà, dựa vào đâu mà nói em chứ? Phải đó, Trinh Kỳ à, anh không thể nào từ chức được đâu. Anh phải làm gương chứ. Sao lại nói chuyện của tôi chứ? Lý do anh từ chức là bởi vì tập đoàn, còn em thì sao? Em từ chức vì chuyện tình cảm tầm phào, đâu có giống nhau chứ. Hai lý do này không giống nhau đâu nha. Anh nói nè Tiến Sam Sam, không có bất cứ quy định nào bảo rằng nữ nhân viên văn phòng nhất thiết phải dựa vào đời sống tình cảm để quyết định việc kiếm cơm của mình đâu. Em có hiểu hay không vậy? Phải hả? Đúng vậy. Sao mỗi lần chuyện tình công sở thất bại thì người ra đi đều là người phụ nữ chứ? Thật là bất công mà. Nhưng đối tượng của mình không phải là người khác mà là chủ tịch. Hơn nữa Sam Sam à, bây giờ mà cô từ chức thì có vẻ như không lợi cho lắm. Cô hãy thử suy nghĩ kỹ coi, còn có 2 tháng nữa là phát lương cuối năm. Nếu bây giờ cô nghỉ, có phải là cô không được thưởng không? Đúng vậy, suýt nữa thì quên mất tiền thưởng cuối năm. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghĩ đến tiền thưởng cuối năm. Bảo tôi ngày nào cũng bước vào tòa nhà đó làm việc, thực sự là làm khó cho tôi quá. Làm khó? Vậy chúng ta thử tính xem thế nào mới là càng khó hơn nha. Em nghĩ đi, nếu em muốn rời khỏi Phong Đằng á, thì em có thể tìm đâu ra công việc trợ lý lương cao như vậy chứ? Được, dù là có đi chăng nữa, vậy cũng phải xem lại tiền thưởng cuối năm coi sao. Làm không tốt thì cuối năm sẽ không có phong bì tiền thưởng nào. Còn nữa nha, lỡ em không tìm được việc thì sao? Em giải quyết phí sinh hoạt thế nào đây? Tiền nhà, tiền sinh hoạt, điện nước, không được thiếu khoản nào. Cho tới lúc đó em mới biết làm khó là sao. Nói cũng có lý nha. Mà hơn nữa, cũng đã sắp đến cuối năm rồi mà em lại chuẩn bị cuốn gói về nhà như vậy sao? Anh không biết là em sẽ ăn nói với ba mẹ của em sao đây ha? Được rồi, vậy trước khi đến cuối năm, tạm thời em không nhắc đến việc từ chức nữa. Nhưng em muốn nói rõ với hai vị lãnh đạo rằng, trong thời gian này em vẫn sẽ cố gắng tìm việc ở nơi khác. Đợi đến khi nào cô tìm được việc thì chúng ta hãy nói tiếp. Nhưng mà em có một yêu cầu này. 100 cái cũng được, em nói đi. Được. Kể từ bây giờ không được nhắc đến chuyện Phong Đằng với em nữa, cũng không được vì Phong Đằng mà lại nhiệt tình với em như vậy nữa. Hai người hãy coi như em là một trợ lý, một trợ lý vô cùng nhỏ là được rồi. Được như vậy em cũng sẽ không phải bị mọi người chú ý nhiều nữa. Vậy bây giờ cứ để trợ lý bé nhỏ trả tiền nước cho tụi mình ha. Đi làm thôi, đừng tới trễ đó. Nè hai anh. Mới nói mà đã làm liền rồi hả? Alo người anh em, tôi đã giúp cậu giữ lại tới cuối năm rồi, còn lại cậu tự nghĩ cách nha. Đi.